Giờ nào to hơn? Chị ăn người to hơn. Ăn chị lớn. Chị lớn hơn. Nhưng mà chị nhìn cái bánh này của em to hơn. Nổi. Làm sao? Cái bánh nào chả chả bấm nhau. Thôi chị, để chị chia cho. Ở trong này có mấy cái? Có 5 cái. Ừ, thì bây giờ em muốn chia như thế nào? Bây giờ nhá. Ừ. Em bảo. Ừ. Có 5 cái này, mỗi 2 cái. Còn 1 cái cắt đôi ra. Nhưng mà như thế, chị thấy nhớ đâu cái của em ngon hơn cái của chị thì sao? Nhưng mà cái này cũng giống nhau hết. Đâu, giống nhau, nhớ đâu cái của em nó được nhiều thịt hơn sao? Hay, thôi em đi về đi nhá. Thôi được rồi. Thế bây giờ chia đôi nhá. Chia 2 cái em 2 cái được chưa? Còn 1 cái bẻ đôi nhá. Yeah. Chị cứ sợ là cái của em nhớ đâu không may được nhiều hơn cái của chị. Chị chia đi. Em chia cái lần cho. Đấy, 5 cái đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ như nào? Bây giờ nhé. Ừ. Ừ. Chị 2 cái. Ừ. Em. Ừ. Chị. Ừ. Em. Ừ. Một cái chị bẻ đôi đi. Một cái bẻ đôi ra. Nửa nào to hơn? Chị ăn nửa to hơn. Ăn chị ăn lớn. Chị lớn hơn. Nhưng mà chị nhìn cái bánh này của em to hơn. Nổi. Làm sao? Cái bánh nào chả bấm nhau. Nhưng mà chị cứ nhìn cái này nó to to hơn một tí ấy. Đây. Làm sao? To gì, to gì? Không. Nó bằng nhau này. Chị nhìn cứ tưởng nó to. Thôi ăn bánh con chưa? Ngon đấy. Nhưng mà mấy anh ngon nhờ. Mới có 2 cái. Chốc chị sẽ cho em chị 1 cái. Chị ăn 1 cái. Em phụ của em không phải cho. Em sẽ cho bạn em 1 cái. Bạn thân à? Ngon. Đấy chị bảo bánh này ngon mà em không tin lời chị. Đúng không? Đâu? Đúng không? Em bảo em cho vào khay này này. Đó cho túi, nó sạch đấy, tay mình bẩn lắm. À. Ăn hết đi xong chị em mình ra đằng kia chơi. Phụ đến nhà bạn. Đến nhà bạn em á? Lạc tí. Đến nhà bạn tí em á? Thôi đến nhà bạn tí chơi đi. Chị thấy bảo à, tí mới khoe, tí mới mua được bộ đồ chơi đẹp lắm. Qua đi chơi đi. Xong rồi cho bạn một cái bánh. À, em cho bạn đúng không? Ừ, đi luôn không? Ăn nước đã. Chị bắt đầu thế. Em mồm nhỏ. Ý em chê chị mồm to như mồm lợn thì biết rồi. Cứ chê chị cơ. Nhậu. Trinh rồi. Thôi đi đi. Đi đi đưa chị cầm với nhá. Hai đứa mình đi sang nhà tí đi. Tí chắc là thứ chị em mình sang chơi này. Xong lại còn cho đồ ăn này vui lắm. Chắc là chúng mình ăn chia nhau cho vui nhỉ. Chứ ở nhà ăn một mình cũng chán đúng không? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.